Vâng, kính thưa quý bác chị ông bạn và qua một đoạn đường hết sức là dài, dài thật. Xe chưa đi hết số đã về đến nơi rồi, và cuối cùng chiếc xe hoa mang biển số hạnh phúc của chú Giải Hoàng Nghiệp cũng đưa được cô dâu Vũ Hoài về với hôn trường của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, chúng ta nhìn thấy chú Giải thế nào ạ? Đẹp trai. Vâng, rất đẹp trai đúng không ạ? Vâng, quá đẹp trai. Vâng, sánh vai cùng chú Giải thì cô dâu cũng chẳng thua kém chút nào. Vâng, xin mời em nở một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho tình yêu của đôi bạn trẻ đi ạ. Dạ vâng, kính thưa quý anh chị các bạn, chú Giải thì như một bông hoa nở trên cành, mà cô dâu thì lại như một cánh bướm lượn vành quanh hoa. Và trăm năm thì trăm cõi người ta, tình yêu hạnh phúc ắt là từ đây. Và mừng thầm thì đàn đá bén dây, chỉ say về nghĩa và say về tình. Và hôm nay thì trong một gia đình, tình cảm thì như thể cây quỳnh cành dao. Vâng, kính thưa quý bác chị các bạn, và cả năm thì các cụ chỉ chọn được có một tháng, một tháng thì chỉ chọn được có một ngày, và một ngày là đẹp nhất giờ hôm nay. Ban tổ chức tôi xin long trọng tuyên bố buổi lễ kết hôn chính thức của chú Giải Hoàng Nghiệp và cô dâu Vũ Hoài được chính thức bắt đầu. Và xin mời em được một tràng pháo tay chúc mừng tình yêu cho đôi bạn trẻ đang được thăng hoa trong giây phút long trọng của lịch sử này ạ. Gangnam Style. Cảm ơn kính thưa quý bác chị các bạn, đúng là hôm nay chung vào một nhà tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Vâng, kính thưa quý bác chị các bạn, và tình yêu của đôi bạn trẻ qua rất nhiều năm tháng tìm hiểu, và cuối cùng họ đã được tìm đến được bến bờ hạnh phúc và xây dựng hạnh phúc gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý bác chị các bạn, và lại một lần nữa xin mời quý bác chị các bạn đến với nghi lễ lớn của ban tổ chức tôi, đó là lễ chào nhẫn cưới. Vâng, kính thưa quý bác chị các bạn, và con họ Bắc Giang thì cũng đã có câu yêu nhau thì cởi áo trao nhau, về nhà mẹ hỏi thì qua cầu gió bay, và yêu nhau thì tháo nhẫn lồng tay, về nhà mẹ hỏi thì hôm nay chúng con đã trao vỏ tay nhau rồi. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể sẽ đón đôi nhẫn cưới mà ông cô bà Nguyệt mang xuống tặng cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay, để hai bạn chính thức lồng vỏ tay nhau. Vâng, xin mời chú rể ra đón. Vâng, cô dâu và chú rể đang rất là hạnh phúc ở trong ngày vừa lấy kết hôn của mình. Vâng, hai bạn này trở về phía bên trong anh. Vâng, xin mời em một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho cô dâu chú rể trao những kỷ vật thiêng liêng nhất của cuộc đời mình trong ngày cưới đi ạ. Vâng, kính thưa cô bác chị các bạn, cô dâu thì cũng chả biết nói gì, chỉ bảo thì thầm bên tai chú Giải rằng: anh ơi, đúng là bao ngày thì em đợi em mong, và bây giờ em đã có chiếc vòng để em đeo. Vâng, kính thưa cô bác chị các bạn, đó là những tình cảm mà ông Tơ và Nguyệt mang xuống để dành tặng cho cô dâu chú Giải, để hai bạn chính thức lồng vào tay nhau, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử, đó là buổi lễ kết hôn. Vâng, xin mời cô dâu và chú Giải sẽ cầm ly rượu của mình lên, cầm chai rượu của mình để rót rượu trên tháp ly của mình. Cảm thiêng liêng của đôi bạn trẻ được tham gia trong ngày cưới.
sinh của đời bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta đang được chứng kiến cô dâu và chú rể rót rượu trên tháp ly, những mạch rượu như những tình cảm tốt chào của các bạn trẻ đang được thăng hoa trong giây phút long trọng của lễ kết hôn này. Vâng, xin mời hai bạn sẽ nâng ly rượu của mình lên ạ. Vâng, xin mời hai bạn lòng vòng tay, lòng tay vào nhau và để uống cạn ly rượu hạnh phúc của mình. Vâng, đứng hơi xoay người vào nhau một chút, lòng tay vào nhau. Và vâng, kính thưa các bác chị ông bà và cô dâu, chú rể đang rất hạnh phúc. Và chúng ta đang được đón xem buổi lễ tường thuật trực tiếp buổi lễ kết hôn của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và vâng, và ngay sau đây xin mời các bác chị ông bà đến với một nghi lễ nữa của ban tổ chức chúng tôi, đó là lễ trao hoa. Vâng, kính thưa các bác chị ông bà, là không biết chú rể đã tặng cho cô dâu bao nhiêu bó hoa, bao nhiêu bông hoa rồi, nhưng hôm nay đây cô dâu và chú rể sẽ trao nhau một bông hoa duy nhất, và một bông hoa này được lấy từ trái tim, mà trái tim thì do tôi và Nguyệt đem đôi nhẫn cưới xuống để hai bạn chính thức lồng vào tay nhau trong ngày cưới. Vâng, xin mời hai bạn sẽ trao bông hoa cho nhau. Và trước khi trao bông hoa này, tôi cũng xin nhắc nhở cô dâu một chút, đây không phải là một bông hoa thường ngày mà chú rể tặng cho mình, mà đây là một bông hoa chan chứa những tình cảm yêu thương của các cụ công các bà cùng toàn thể các bạn bè nam thanh nữ tú gửi tặng vào đây và muốn chú rể tặng cho mình trong ngày cưới. Vì vậy bạn thật phải đón nhận thật khéo, đừng để nó rơi là sẽ uổng phí những tình cảm mà của các cụ công các bà và quý khách có mặt trong hôn trường phòng cưới ngày hôm nay. Cô dâu nghe rõ chưa? Dạ vâng, hai bạn đã đứng xoay người vào nhau. Vâng, xin được em một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho cô dâu chú rể trao một bông hoa duy nhất thật là thành công kia. Vâng, đứng gần vào nhau một chút nữa. Hai tay đặt lên leo nhau đi ạ. Chú rể. Vâng, xin mời lễ trao hoa của chú rể được bắt đầu. Vâng, không cần bằng tay ạ, bằng tay tặng mãi rồi ạ. Vâng, xin được em một tràng pháo tay để chú rể trao cho cô dâu là cô dâu đúng là thật là thành công. Được bông hoa duy nhất cho người dưới. Vâng, xin mời cô dâu đón một bông hoa duy nhất và chú rể tặng cho mình, và đây là cũng như tình cảm mà quan viên hai họ gửi tặng vào đấy để cho chú rể dành tặng cho mình. Bạn phải đón nhận thật khéo. Vâng, xin mời bạn vỗ tay vào lên nào. Cô dâu cũng đã đón nhận bông hoa thật khéo, không rơi một chút nào, và đã đón nhận hết những tình cảm của các cụ công bà cùng toàn thể cô dì chú bác đôi vai gần xa dành tặng cho. Vâng, có lẽ rằng là bây giờ các bạn trẻ ơi, họ phải làm gì bây giờ? Chú rể có nghe tiếng gì chưa? Vâng, những nụ hôn mà cô dâu và chú rể trao cho nhau có ai được nhìn thấy không ạ? Vâng, tôi tin chắc là như thế, tôi cũng chả được nhìn thấy. Vâng, kính thưa các bác chị bạn, và ngay sau đây các bạn sẽ chú ý những máy quay của mình và ghi lại những khoảnh khắc cực kỳ đáng nhớ của đôi bạn trẻ. Và chú rể cũng thì thầm bên tai tôi rằng được sự cổ vũ hết sức nhiệt tình của các bạn ngồi ở bên dưới, mà nếu mà các bạn còn vỗ tay thì cô dâu chú rể sẽ còn hôn nhau. Các bạn có đồng ý không ạ? Vâng, đồng ý cho một tràng pháo tay thật lớn. Vâng, kính thưa các bác chị bạn, và trước khi chú rể hôn cô dâu, tôi cũng muốn hỏi chú rể rằng các cụ xưa thì cũng đã dạy rằng hôn vào má thì sinh con trai và hôn vào mai thì sinh con gái, và có một điểm hôn duy nhất ở dưới mũi là sẽ có cả trai và gái. Bạn muốn hôn vào đâu ạ? Vâng, đúng là chú rể rất khôn, chọn một điểm hôn dưới mũi một chút thôi là có cả trai lẫn gái. Và xin mời hai bạn sẽ quay người vào nhau. Các bạn nhớ nhé, là phải vỗ tay thật nhiệt tình, và bao giờ dứt chẳng vỗ tay thì chú rể với cô dâu mới được rời nhau ra. Vâng, có lẽ rằng là hai bạn đứng vào và tay đặt lên leo nhau đi. Mắt lim dim cả mà nhắm lại một chút. Và xin mời hai bạn mạnh dạn lên nào. Hôn chưa bao giờ từng được hôn. Và tôi đến từ
đến 1-2 bạn bắt đầu hôn để cho các camera của chúng tôi còn kịp ghi lại hình. Và tôi đến từ 1 đến 100 hai bạn mới được rời. Có đồng ý không ạ? À? Đồng ý cho chàng ngón tay thật lớn đi ạ. À. Cô tôi đặt tay lên eo chia sẻ đi. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Hôn tay lên nào. Thôi, kính thưa quý anh chị và bạn, có lẽ rằng là những nụ hôn mà cô dâu đón nhận từ chú rể thì môi chú rể chưa chạm vào thì má cô dâu cũng đã hồng lên rồi. Đó là những nụ hôn thật là hạnh phúc, tràn đầy yêu thương mà không những là các cụ con các bà dành tặng cho cô dâu chú rể thật là hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay rồi. Vâng, kính thưa quý anh chị bạn, và vừa rồi chúng ta đã được đón xem buổi lễ tường thuật trực tiếp, buổi lễ kết hôn của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và trong khi chờ đợi dạ vâng, kính thưa quý bác chị, và trong không khí long trọng của lễ kết hôn ngày hôm nay, trong lúc tôi xin được giới thiệu và kính mời bà ngoại sẽ bước lên sân khấu để trao những món quà hết sức ý nghĩa và cũng như lời dặn dò của bà dành tặng cho hai cháu trong ngày cưới. Vâng, xin mời bà. Vâng, xin mời các bác chị bạn cho một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho và có những món quà thật là ý nghĩa để dành tặng cho hai cháu, cũng như mong muốn được các cháu sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long và trăm năm hạnh phúc đời đời bền vững. Vâng, xin mời. Vâng, kính thưa các bác chị bạn, đó là những thầy thuốc thật là long trọng và cũng như thật là ấm áp. Dạ vâng, và vừa rồi chúng ta đã được đón xem buổi lễ tường thuật trực tiếp, buổi lễ kết hôn của chú rể Hoàng Việt và cô dâu Vũ Hoài trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và bây giờ xin mời cô bác anh chị và các bạn sẽ ngồi tại chỗ để cô dâu và chú rể sẽ tạt xuống dưới hôn trường, mời nước, mời chồng, mời bên này họ. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể.